Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình An toàn giao thông 24 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Thành lập 7 chốt liên ngành thực hiện các giải pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19. Công an huyện Nga Sơn tăng cường công tác đảm bảo an toàn giao thông và phòng dịch tại bến khách ngang sông. Thưa quý vị và các bạn, bắt đầu từ 7 giờ sáng hôm nay, 24 tháng 5, 7 trên 7 chốt kiểm soát liên ngành phòng chống Covid-19 trên địa bàn tỉnh đã chính thức làm nhiệm vụ kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra vào tỉnh, nhắc nhở, yêu cầu chủ phương tiện thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, ngày 23 tháng 5, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã có quyết định thành lập 7 chốt kiểm soát liên ngành tại các đầu mối giao thông trên địa bàn tỉnh, đó là Dốc Xây, thị xã Bỉm Sơn, Khe Nước Lạnh, thị xã Nghi Sơn, xã Thạch Quảng, thị trấn Vân Du, huyện Thạch Thành, xã Bãi Trành, huyện Như Xuân, xã Nga Điền, huyện Nga Sơn và xã Phú Thanh, huyện Quan Hóa. Các chốt kiểm soát trực 24/24 giờ có nhiệm vụ kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra vào tỉnh, yêu cầu chủ phương tiện thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Nếu phát hiện xe chở người từ vùng dịch về địa bàn, phối hợp với ban chỉ đạo phòng chống dịch của địa phương thực hiện các biện pháp phòng dịch theo quy định nhằm kiểm soát ngăn chặn dịch bệnh Covid-19 xâm nhập lây lan trên địa bàn. Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả phòng chống dịch Covid-19, Sở Thông Vận tải vừa có thông báo đến các đơn vị quản lý và khai thác bến xe khách, kinh doanh vận tải, chủ phương tiện chủ động tăng cường biện pháp mạnh, quyết liệt nhằm phòng chống dịch Covid-19 trong hoạt động vận tải khách. Theo đó, các đơn vị kinh doanh vận tải chủ phương tiện chỉ được vận chuyển tối đa 50% sức chở trên mỗi phương tiện tại cùng một thời điểm. Khách ngồi trên xe phải được bố trí giãn cách một ghế hoặc cách nhau 1 mét và tuân thủ quy định khai báo y tế. Cam kết không vận chuyển khách đến và về từ các vùng có dịch theo thông báo của Bộ Y tế, địa bàn đã thực hiện giãn cách. Đối với các ban quản lý và khai thác bến xe, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch theo chỉ đạo của Chính phủ. Đồng thời, thông báo đến các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách và người dân biết thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch. Thưa quý vị và các bạn, huyện Nga Sơn hiện có 8 bến khách ngang sông hoạt động. Các bến khách không chỉ chở khách trong tỉnh mà còn phục vụ cả người dân của tỉnh Ninh Bình. Vì vậy, bên cạnh việc đảm bảo an toàn giao thông đường thủy tại các bến khách ngang sông, Công an huyện Nga Sơn còn tăng cường công tác kiểm soát dịch bệnh COVID-19 để ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng. Bến Đò Càn ở xã Nga Tiến không chỉ phục vụ người dân huyện Nga Sơn và trong tỉnh mà còn có cả người dân xã Kim Hải, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Vì vậy, Công an huyện Nga Sơn xác định nếu không kiểm soát tốt công tác phòng dịch tại bến đò này thì nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng sẽ rất cao. Theo đó, Công an huyện đã bố trí lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường kiểm soát công tác đảm bảo an toàn giao thông và phòng dịch tại bến đò. Yêu cầu chủ đò trong quá trình hoạt động phải tuân thủ quy định đảm bảo an toàn giao thông đường thủy cũng như việc phòng chống dịch COVID-19. Vào mùa dịch thì chúng tôi cũng khi khách xuống đò chúng tôi đã chở từ bên cả người khách bên Ninh Bình và bên Thanh Hóa sang người ta đi ngành nghề biển và đi chợ. Rồi khi mà khách xuống đò là chúng tôi cũng yêu cầu khách là bây giờ là với mùa dịch thì đeo khẩu trang, là khách xa 2 mét, phải là an toàn vào mùa dịch và có cả nước sát khuẩn rửa tay cho khách. Tại bến đò Sung ở xã Nga Bạch, dù lượng khách đi đò không đông như bến đò Càn ở xã Nga Tiến, song Công an huyện đã yêu cầu đội cảnh sát giao thông tăng cường kiểm tra nhắc nhở chủ đò thực hiện các biện pháp phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 trong cộng đồng. Khi khách xuống đò thì tôi cũng hướng dẫn mặc áo phao, với lại đeo khẩu trang rồi sát khuẩn. Nếu mà người nào mà không mặc áo phao thì chúng tôi lại không cho qua sông. Huyện Nga Sơn đang có 8 bến đò ở các xã Nga Thạch, Nga Bạch, Nga Thủy, Nga Tiến, Nga Thái và Nga Phú. Đến nay, nhìn chung, các chủ đò của huyện Nga Sơn đều nâng cao nhận thức, thực hiện nghiêm các quy định về an toàn giao thông đường thủy, cũng như công tác phòng dịch, ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 trong cộng đồng. Chuyên mục An toàn giao thông 24 giờ ngày hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.